12. Không thể nào, không thể nào. Có cái gì không thể chứ? Anh không xem qua tư liệu của tôi trước trận đấu sao? Thiên phú thế bại của tôi có thể vô hạn tăng cường thế bại của tôi. Cậu nhất định là gian lận. Này, anh ngay cả tiếng người cũng nghe không hiểu sao? Nếu cậu đã gian lận, bà rơ, tôi sẽ không khách khí nữa đâu. Tử quan là bài trung cấp, không đúng. Ám hắc thiên ma là một lá bài gian lận trong giới đánh bài ám hắc. Bài giống với huyết tế chi thương mà Lan thúc đưa mình lúc đó. Là không được tôi giới công nhận thế bài do con người cải tạo. Tiểu tử hôm nay để con mở mang một chút. Cái gì gọi là đáng sợ thật sự? Xong, xong rồi, dừng tới. Thần cấp bài. Thần thánh chế tài. Đừng cho rằng thần cấp thần bài liền có thể trói được tôi. Vậy sao? Anh nhìn thử phía trên đi. Đây, đây chính là thể thần cấp. Nhân viên quản lý của thẩm gia đều mạnh như vậy sao? Đừng để ý, em trai nhỏ. Tấm thể thần cấp này cũng là thẩm gia, chỗ tôi mượn để hỗ trợ trận đấu. Chính là vì đã phòng ngừa cái tên xấu xa như này gian lận. Kỳ lạ, bộ phận kiểm tra sao lại không kiểm tra ra hắn giấu thể gian lận chứ? Khí lực thật lớn. Tóm lại, cố lên, tuyển thủ tăng cường. Kết quả trận đấu của cậu và tư hỏi ấm sẽ không bị bộ. Chúng tôi sẽ thông báo cho cậu sau khi điều tra. Cảm ơn. Tăng cường này. Có chút thú vị đó. Vậy mà lại dùng bà sơ cấp đến tơ hại ấm đến nông nội kia. Thật muốn xem hắn đánh chết ván cờ này đấy. Không đã, em đừng có mà động lòng đấy. Chị nói với em Tăng Cường cái tên này cũng không phải là hạng người tốt đẹp gì đâu. Hả? Chị nói cho em biết, hắn là một biến thái kiểm soát em gái. Giữa thanh thiên bạch nhật liền cùng với em gái khác cha khác mẹ chưa thành niên cũng làm cái lỗi chuyện kia. Ủa, biến thái như vậy? Đều biến thái hơn nữa đó còn là ngày thứ hai sau khi người giám hộ của họ qua đời. Ủa, mặc dù không biết tiểu tử này tại sao đến tham gia thi đấu, tóm lại em nhất định đừng có đồng lòng với hắn đi. Được rồi, chị. Em lại không thật sự nghĩ sẽ gả cho người khác, chị cũng không phải không biết. Chị muốn xem trận đấu thì tìm một nơi ngồi xuống đi. Cũng phải, em gái mình chỉ là một cuồng ma đánh bài. Sao có thể động lòng với Tăng Cường chứ? Có điều tiểu tử Tăng Cường này tại sao muốn đến tỷ võ chiêu thân chứ? Lẽ nào là bởi vì chăm sóc anh em bọn họ quá nhiều, Tăng Cường lâu ngày sinh tình với mình. Nhưng khổ nỗi tuổi mình quá lớn cho nên mới muốn tìm một người có ngoại hình giống mình để theo đuổi. Nhất định là như vậy, bằng không thì không có lý do gì. Biến thái quá rồi. Chị lại làm sao vậy? Cường tử, cậu trâu bò quá. Không phí chút sức lực nào á, liền hạ gục cái tên to xác ngu ngốc đó. Mệt rồi đi, tôi xô bóp cho cậu. Đi, kết quả còn chưa ra đâu. Xem trận đấu trước. Hai người này không phải là điều rất mạnh sao? Sao cái nửa ngày á, một chút máu cũng chưa rớt nữa. Cô hỏi tôi hỏi ai chứ? Cơ tử đây là tình... Chính là chiêu trò của cao thủ đi. Thật sự là như vậy sao? Tân huynh, vậy... Quốc có câu nói... Người thức thời là Trang Tuấn Kiệt. Cậu đi thăm dò tôi lâu như vậy rồi. Cũng nên thể hiện quá chú bà của mình đi chứ. Phi, nghĩ ý của cậu. Cậu cũng còn có hát chú bà chứ. Đồ yếu lạ. Cậu còn nói ai là đồ yếu lạ chứ. Vậy không bao nhiêu này. Cậu và tôi đều thở con. Hát chú bài. Một chiêu định thắng bại. Tôi cũng có ý này. Giảm chết hắn. Thể pháp thuộc cao cấp. Thập tử quân đồng chính. Không thú vị, vậy tôi cũng nghiêm túc một chút. Thể thị tông thần cấp, xích long cuồng chiến. Hắc bơ. Không chịu nổi một đồ. Để tôi dùng đến quán chút bài, cổ còn không xứng.